Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay sáng ngày Chủ nhật 18 tháng 7 2021, tôi đã về làm chương trình bonsai nghệ thuật tại xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Trong chuyến đi về Nam Định đợt này, tôi có ghé thăm Châu Giang Bonsai, địa chỉ xóm 2 xã Nam Toàn, Nam Trực, Nam Định. Châu Giang Bonsai nằm trên lối rẽ vào điểm giao dịch xã Nam Toàn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nam Trực. Và chúng ta đi từ thành phố Nam Định qua cầu Đò Quan về với cầu Vòi Điền Xá Nam Trực, thì ở bên tay phải sẽ nhìn đến Châu Giang Bonsai. Cách vực cầu Vòi khoảng độ trên dưới 2 km. Bây giờ Đỗ Sinh cùng với các bạn chúng ta vào thăm Châu Giang Bonsai. Vâng, một cái tấm áp phích rất lớn ngay trước không gian Châu Giang Bonsai. Châu Giang Bonsai chuyên tư vấn thiết kế cảnh quan sân vườn, bể cá koi và các loại cây công trình. Địa chỉ xóm 2 Nam Toàn, Nam Trực, Nam Định. Và đây là số điện thoại 0912 068 592. Hình ảnh đầu tiên chúng ta cảm nhận đó là hàng chậu hoa tường vi. Mùa này đúng là mùa hoa tường vi đang khoe sắc rực rỡ, trông như những cái lãng hoa rất đẹp. Và đây là con đường dân sinh dẫn đến xã Nam Toàn, Nam Trực. Đẹp quá. Rất nhiều ong mật đến để lấy mật đây. Những cây tường vi cũng khá lớn. Được đặt trên những cái chậu rất giống nhau. Và chúng ta có thể chọn cho mình được những cái cặp đôi tường vi đẹp để trang trí trong khuôn viên gia đình. Vâng, chia tay với dãy hoa tường vi, chúng ta cùng nhau vào tham quan không gian vườn chính của Châu Giang Bonsai. Vâng, chào anh Châu nhá. Chào bác Sinh nhá. Bác vào nhà ông đó. Vâng, chào anh. Đây là một cái khu vườn mà cũng với cái diện tích khá lớn. Khoảng độ bao nhiêu mét vuông anh ơi? 8.000 mét đấy. 8.000 mét. Vâng. Vâng. Một cơ sở mà chuyên mua bán trao đổi cây cảnh nghệ thuật, một cái trạm mà chúng tôi vẫn dùng cái từ gọi là trạm luân chuyển,
với cái không gian 8.000 mét và cái số lượng cây khá nhiều, với nhiều chủng loại cây khác nhau. Tất cả anh em đam mê. Vâng. Bây giờ Đỗ Sinh sẽ đi lướt qua cái khu chính nhá. Đây là khu ngoài trời. Còn phía trong nhà nữa, gần như một cái triển lãm để trưng bày những cái tác phẩm bonsai đã hoàn thiện, tầm nhỏ và những cây tầm lớn ở phía ngoài. Bây giờ Đỗ Sinh sẽ đi lướt qua một cái không gian chung với vài phút ban đầu của cuốn video này, rồi sau đó Đỗ Sinh sẽ giới thiệu với các bạn hai tác phẩm xanh và một tác phẩm là cây thông đen Nhật Bản để chúng ta cùng nhau thưởng thức. Tiếp theo đó là những cuốn video sau, tôi sẽ cận cảnh nhiều cây hơn nữa, với nhiều bóng dáng và nhiều chủng loại khác nhau để chúng ta được thưởng thức, được chia sẻ và giao lưu với Châu Giang Bonsai. Đấy nha, tôi cũng không cần phải ly cam đâu, bởi vì không gian có 8.000 mét vuông này, chúng ta sẽ được bao trùm với cái mấy phút đầu như thế này. Không chỉ có những cây kích thước khủng mà trong nhà Châu Giang Bonsai còn xếp đặt những cái cây tầm nhỏ hơn. Như tôi đã giới thiệu rồi, trông cứ như là một triển lãm luôn. Đấy. Đây là khu trong nhà này. Và riêng ở trong khu trong nhà thì Châu Giang Bonsai cũng bố trí thành hai khu. Đây là khu ở phía trước cửa căn nhà. Và khu bên này là khu bên hông, tức là lối ra vào phía trước. Đây chúng ta đến cảm nhận luôn. Vâng, đây là cái khối lối mà ngay cửa trước đi vào đây. Vâng, càng đi sâu vào trong thì số lượng cây hiện ra càng khá nhiều. Tôi dành mấy phút này để chúng ta cảm nhận được sơ bộ. Rồi sau Đỗ Sinh sẽ chuyển ống kính đến một hai tác phẩm xanh mà như Châu Giang Bonsai đánh giá là những cây mà với cái tiềm năng sau này, những cái giá trị bonsai nghệ thuật rất lớn để giới thiệu với anh em chúng ta. Và bây giờ đến nội dung chính, đó là một tác phẩm xanh mà Châu Giang Bonsai muốn giới thiệu với chúng ta qua cái cuốn video đầu tiên của kênh Hương Sắc Đỗ Sinh khi về làm chương trình tại Châu Giang Bonsai trong dịp trung tuần tháng 7. Hôm nay là ngày 18 tháng 7, nhằm ngày Chủ nhật. Bóng dáng tổng thể của tác phẩm xanh mà đã hiện lên ống kính chúng ta đẹp như thế này.
Vâng, tôi đi lần từ góc bên này, tức là cái điểm xa nhất ở vị trí cây tử, được Châu Giang Bonsai phối cảnh là những con trâu này, đúng không? Đang nằm dưới gốc cây xanh, một cây cổ thụ với cái chiều tổng thể từ chiều cao ở cái mặt gốc lên đến đỉnh ngọn là bao nhiêu? 2m8 ạ. Vâng. Và cái chiều bay tán xa nhất 7m. Vâng, đúng là một cây khủng luôn. Mà thực tế ra cây này thì chúng ta cũng không nên đưa lên chậu, mà sẽ xếp đặt ở một cái truyền đồi. Bể cá coi và trồng cỏ, đúng không anh? Rất tuyệt vời đấy. Vâng, cho tôi xin một cái tấm hình tổng thể của cây này. Đúng rồi, anh đứng chỗ đấy được đấy. Chỗ đấy là hợp đấy. Tôi sẽ chụp làm cái màn hình đại diện nhé. Anh nhìn đây nhá. Chụp rồi, được hết cả cây rồi. Vâng, chúng ta đi từ gốc trước này. Cây xanh, dòng xanh Nam Điền. Một cái bệ khá lớn nằm trườn lên trên mặt đất. Sau đó được nâng lên theo dáng siêu. Phần bông tán đã được làm rất gọn gàng, tán rất là bay. Vâng, lấy cái điểm xuất phát là một cây tử ở đầu cùng của cái phần bệ. Sau đó tiếp đến một cây tử ở lưng của phần bệ. Từ đây chúng ta gọi là gốc, là bệ gốc. Theo đường thân đưa lên cao theo dáng siêu. Các cái tay cành chia cũng rất là tạo dáng, rất là ấm áp, rất là tròn bới, tròn cái tán đẹp như thế này. Đây đây, nếu mà tính theo cái hình này ấy, để chúng ta được cảm nhận tất này. Từ cái cây tử thấp nhất này, cho đến đỉnh ngọn cao nhất này. Tất cả các bông tán theo cái tản vân tầng tầng lớp lớp nhìn chia rất là ấm. Đẹp quá. Bây giờ Đỗ Sinh quay sang mặt đối diện. Và chúng ta chuyển dần sang mặt đối diện. Tôi có cảm nhận là bóng dáng như là một con rồng. Vâng, nghệ nhân đã cắt lọc, đã đưa một hai viên đá vào những cái phần rễ toài ra, quắp móng rồng, biểu tượng như những cái chân rồng. Phía bên này nhìn rõ nét hơn hình ảnh của một con rồng. Và bây giờ chúng ta lại trở lại cái vị trí phía bên đối diện một lần nữa. Sau đó được ông Châu Giang Bonsai sẽ chia sẻ những cái suy nghĩ, những cái ý tưởng của mình để xây dựng một tác phẩm xanh đẹp như thế này.
cây xanh nó xuất phát là một cái thân. Cái thân ngày xưa là nó đổ vật ra. Vật xong xong bắt đầu là cái thân nó lại ngóc lên trườn. Xong bắt đầu là nuôi dưỡng rồi cái bộ tay. Cái này thì có hai cách chơi. Có thể là long quy xuất động cũng được. Long quy xuất động. Vâng. Vâng. Hoặc là thuận buồm xuôi gió cũng là được. Vâng. Đấy, có hai cái tên. Thuận buồm xuôi gió thì vâng, đây có thể anh ví như là một cánh cánh buồm à? Vâng. Đấy, nó có rất nhiều cái ấn tượng. Nếu mà chơi cái này thì thực tế là không phải cần đến chậu. Nếu một không gian rộng mình thiết kế đây là mai là cỏ, đấy, cỏ. Trồng cỏ, trồng cỏ. Cỏ rồi bắt đầu cái phong cảnh như Vân Châu thì nếu nói là cầu kỳ một tí mình làm cái cảnh như kiểu vùng quê. Vâng, cây xanh mà anh ứng với hai cái ý tưởng xây dựng là thuận buồm xuôi gió và long quy xuất động đúng không? Vâng. Nhưng mà qua những cái đường nét phân tích của tôi vừa rồi tôi đánh giá thì đúng là long quy xuất động sẽ là hợp hơn. Vâng. Hợp hơn. Bởi vì cây này nó không có cái dáng dấp mang theo hình ảnh của một con thuyền. Vâng. Chứ nếu mà dáng dấp mang theo hình ảnh của con thuyền rồng ấy thì vâng, thì mình mà cánh buồm phía trên thì nó chưa được đậm nét lắm. Chính nhà long quy xuất động hay hơn, vâng, tuyệt vời hơn, nó đây hợp hơn. Hình đây là hình con quy mà. Vâng. Hóa hình long. Vâng, vâng. Xuất động, cái con này nó đúng là xuất trong cái kiểu dáng động ra. Đúng rồi, bởi vì mặt sau kia là những cái chân rất nét, rất giống. Vâng. Đấy, đặc biệt luôn. Và đây này, đây là cái hình ảnh của cái móng rồng này anh nhỉ. Vâng. Đây này. Đấy, đấy. Đây, cái hình ảnh này, đúng là cái móng rồng đang quắp xuống. Vâng. Đây cả, cả một cái thân. Vâng. To. Đẹp quá nhỉ. Đẹp nhất là cái chỗ này. Khủng khiếp. Một cái cây xanh rất là kích thước rất lớn. Với cái chiều bay tán anh vừa cho biết lúc đầu nó là 7 mét. Bên đây xong bên đây đúng 7 mét. Vâng. Cây này mà giao lưu thì giá tầm khoảng nào anh? Cái này thì thực tế là anh em nào thiện chí thì về đến tham quan. Vâng, tham vâng, quan rồi anh em rồi. Nhất trí, nhất trí. Vâng, chúng ta đến với Châu Giang Bonsai qua số điện thoại là 0912 068 592. Địa chỉ xóm 2, xã Nam Toàn, Nam Trực, Nam Định. Chia tay với long quy xuất động, Châu Giang Bonsai muốn giới thiệu với chúng ta một tác phẩm xanh nữa, cũng là những cây mà chúng ta xếp vào dạng là kích thước khủng, kích thước rất lớn, đang được chăm sóc bảo dưỡng dưới một cái lán có lưới xanh bảo vệ để giảm ánh sáng, giảm nhiệt độ cho cây đây. Đẹp quá. Cả cây mẫu đơn bên này đấy anh ơi. Cả cây mẫu đơn thôi, còn cây sung thì nó to hơn, nó để nguyên đấy được rồi. Cây mẫu đơn anh kéo dịch ra một chút. Ok rồi. Đây là hình ảnh tổng thể của cây xanh này. Vâng, cái tay Hoành đưa ra rất xa. Bây giờ có khi mình thông tin cái thông số trước nhỉ. Chiều cao từ mặt bệ của cái tác phẩm này lên đến đỉnh ngọn. Lên đây là tầm 2m7. 2m7 từ chân đế. Chân đế. Lên đến ngọn. Còn cái vanh này là 201. Vanh ở vị trí anh đặt tay vào đây à? Đây đây, chỗ này là 201. Đấy là vanh thân. Vâng, vanh thân. Vanh là 201. Vâng. Một đoạn này. Vâng, tức là vậy đường kính có 70 cm à? Được rồi. Tức là vanh là 2m1 chị. À 2m1. Ôi giời. 2m1. 2m1 thì đúng là vanh đường kính là 70 rồi, nhưng mà anh nói là 201 là không đúng. Đúng 201 là có 7 đi. À, đúng rồi, 70 là đúng. Tức là 210 cm. Vâng, 210. Vâng. Tức là 2m1. 2m1 đấy. Vâng.
Thế còn cái độ bay này, từ cái tán này bay lại cho lên hết cái tay hoành này 3,5 mét đấy. 3,5 mét. Vâng. Cái chậu này dài rộng bao nhiêu anh ạ? Tôi hỏi kích thước chậu là để chúng ta tiện hình dung ra ngay. 2,5 mét. Chiều dài của chậu 2,5 mét và chiều rộng chắc tầm khoảng độ 1,8 m thì phải. 1,8 m. Đúng không? Vâng, 1,8 m. Và xanh cũng là những cây xanh Nam Điền với cái bộ bệ đẹp quá. Tay to tán rụt xịt lại. Cái này em mới sửa lại. Tháng nữa thì đẹp. Vâng. À đây rồi, anh có đóng cái biển sẵn đây rồi. À, đặt tên là tác phẩm cổ điển Tiên Lão ạ. Cổ điển. Cổ điển. À, xanh Nam Điền. Vâng. Cổ điển Tiên Lão. Vâng. Ok. Tức là cây cổ. Cây cổ. Xuất phát ở làng Nam Điền. Rồi. Là chất Nam Điền. Tiên Lão. Và đây là phía đối diện của phần bệ này. À, hướng này là hướng ngược sáng. Vâng, nhận định một tác phẩm xanh càng chơi càng có giá trị. Sau khi cái phần bông tán đã tròn trịa, đã hoàn chỉnh rồi thì quá là đẳng cấp luôn. Vâng, trước khi kết thúc cuốn video này, như tôi đã giới thiệu ngay ban đầu, chúng ta đến với một cây thông. Cây thông xuất xứ, nguồn gốc từ Nhật Bản. Đây là một cây thông mà có khổ cây rất lớn này. Cây thông này tính từ cái mặt đế bệ này lên đến ngọn bao nhiêu anh ơi? Tầm 3 mét anh ạ. 3 mét à? Hơn 3 mét. Vâng. Sau khi thoát thân lên được tầm khoảng độ hơn mét thì chia hai nhánh, một nhánh trực lên để đón lấy ngọn này, và một nhánh tạo lên một cái thân hoành bay ra rất xa đây. Đấy. Này để mình lấy thước đo quanh thân. Đúng rồi, anh chạy vào lấy thước cuộn đi. Và nói về những cây thông Nhật Bản thì đây là cây thông mà Đỗ Sinh gặp lần đầu với cái kích thước khá lớn như thế này. Có một không gian rộng mà chơi, những cây nó đẳng cấp như thế quả là tuyệt vời.
chúng ta đang kiểm tra cái kích thước tròn 1 mét. Vành thân tròn 1 mét. Và đường đi của thân của các cái tay rất dẻo, không có một cái chỗ nào thẳng hết, đều uốn lượn. Và ngắm cây thông tổng thể một lần nữa để chú xin kết thúc cuốn video thứ nhất trong dịp này về làm chương trình tại Châu Giang Bonsai. Chúng ta đến với Châu Giang qua số điện thoại 0912 068 592, địa chỉ tại xóm 2, xã Nam Toàn, Nam Trực, Nam Định. Đỗ Sinh xin kết thúc cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau, tiếp tục giới thiệu với các bạn, cùng giao lưu với Châu Giang Bonsai. Và số lượng cây còn rất nhiều, có đến hàng nghìn cây lớn nhỏ các loại khác nhau. Đỗ Sinh sẽ sàng lọc, chia sẻ với các bạn những cái hình bóng của những cây bonsai mà đặc biệt hơn cả. Đây là một địa điểm rất là thuận lợi về giao thông. Chúng ta đến đây được ngắm nhìn, được lựa chọn cho mình những cái tác phẩm mà các bạn yêu thích.